Tiếp theo chúng ta sẽ theo cái khai báo đối tượng tập hợp chi phí. Chúng ta vào mục khai báo chọn đối tượng tập hợp chi phí. Ở trong này chúng tôi nói rõ cho các bạn, nó phân biệt rõ ràng giữa các cái lĩnh vực với nhau. Các bạn nhìn thấy ở đây là cái thành phẩm này, cái chúng ta có thể chọn thành phẩm cũng được. Nhưng mà các bạn lưu ý là đối với những cái sản phẩm sản xuất ra từ công ty, chúng ta không khai báo ở đây nhá các bạn nhá. Cái đá và cái thành phẩm, ví dụ như cái thành phẩm này là nó tự động lấy từ cái phần khai báo bên thành phẩm này sang và các bạn không phải khai báo lần nữa. Cái này chúng tôi đã nói rõ ở cái phần và khai báo thành phẩm, nó sẽ tự động đưa sang đây. Nhưng đối với doanh nghiệp thi công xây lắp thì đặc trưng nó khác, và các bạn khai báo ở đây vì cái thi công xây lắp chúng ta không khai báo ở phần thành phẩm, chúng ta tập hợp chi phí cho từng công trình, chúng ta cần khai báo ở trong này thôi là được, là đủ, chúng ta không cần phải khai báo bên phần thành phẩm. Thì chúng ta sẽ tập hợp chi phí cho công trình nó theo cái mô hình của công trình riêng. Các bạn chọn loại công trình, mã rồi là tên. Các bạn lưu ý là cái này cố gắng đi song song với cái hệ thống danh mục kho các bạn nhé. Công trình thì thường làm là nhập xuất tại chân công trình.